Tôi tên là Jacobe Nguyễn Ngọc Lễ. Tôi biết dòng Thánh Gioan Thiên Chúa từ Canada sang Việt Nam vào ngày 17 tháng Giêng năm 1952. Và tôi vào dòng Thánh Gioan Thiên Chúa là tháng 12 năm 1959. Và tôi rất may mắn là tôi được biết hầu hết là chín thầy Canada và đặc biệt là cha William Gagnon. Và ngài đã qua đời vào ngày 28 tháng 2 năm 1972 và phần mộ của ngài ở đây. Tôi đã đi chợ với ngài và tôi đã đi mua đồ ăn thức uống với ngài và cái hình ảnh đó làm cho tôi vô cùng xúc động. Và tôi mong rằng tôi cũng sẽ trở thành một tu sĩ Gioan Thiên Chúa để chăm lo bệnh nhân. Còn riêng về cá nhân của tôi bệnh lắm. Nhưng mà tôi nghĩ bệnh đấy là một cái ơn của Chúa và qua cái bệnh đó thì tôi mới biết là dòng Thánh Gioan Thiên Chúa không những ở bên Nhật, không những ở Canada và mới đây là đặc biệt bên Italy đã chăm lo cho sức khỏe của tôi. Bây giờ nó khá hơn một chút rồi. Do đó mà tôi cảm thấy là tôi còn sống ngày nào thì tôi dùng cái cuộc sống của tôi để mà chăm lo cho bệnh nhân. Tôi không biết tôi chết ngày nào nhưng mà tôi muốn chăm lo cho bệnh nhân như Thánh Gioan Thiên Chúa Tây Ban Nha vậy. Và tôi cũng mong rằng không những bệnh nhân ở đây mà tôi được chăm sóc mà bệnh nhân ở chỗ khác cũng được chăm sóc, không phải là bằng công việc của tôi nhưng bằng cầu nguyện của tôi. Nếu tôi không còn sức khỏe thì tôi cầu nguyện cho con. Nếu còn sức khỏe tôi đi. Tôi xin cảm ơn tất cả anh chị. Tôi xin hết ạ. Un saludo para los amigos de España. Okay.